ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả bà con cô bác nha. Trường Anh vừa về vùng mẫu Kia Karen, em này sản xuất năm 2012, em này là form mới, mâm là mâm cây là cái thứ nhất, đèn lớn hơn, cái thứ hai ghế chính điện, cái thứ ba túi khí. Em này sẽ trang bị là hai túi khí, đi đôi là cửa sổ gió trời lấy gió toàn cảnh 49A343-38, 2.0 lít. Dòng này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu đầy đủ tính năng luôn. Nước sơn bên ngoài là không tì vết cô chú anh chị ạ. Một mẫu xe ít tiền che nắng che mưa là ở đây. Karen thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Một mẫu xe SUV gầm cao máy thoáng đến tuyệt vời. Mâm cô chú anh chị nè, mâm đúc nguyên bản của nhà sản xuất nè, vỏ nè, vỏ khá là mới cô chú anh chị nha, 90% gầm bọng ở trong nè, nguyên thủy hết. Dòng này đi đôi là ABS là 4 thắng đĩa, nước sơn bên ngoài là không chảy xước cô chú anh chị nha. Form dáng đẹp chưa? Hai cục đèn phía sau của dòng Kia Karen nè. Kết hợp là chúng ta sẽ có kính chống nắng đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi, và gạt mưa phía sau. Kính là kính rin hết toàn bộ, nguyên bản của dòng Kia Karen. Phía sau là chủ nhà cũng đã lên cảm biến ve đầy đủ tính năng rồi. Anh chị thấy nước sơn đẹp không? Nước sơn là bao phê, bao tì vết nha. Gầm bọng ở trong nè. Riêng mẫu xe bản số ở Lâm Đồng thì gầm bề với, nói với bà con là bao phê cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng đẹp không bà con cô bác? Option nội thất nè. Chủ nhà cũng đầu tư, người ta bọc toàn bộ một cái lớp da bên ngoài nè. Em này là số tự động nha cô chú anh chị nha. Máy rin số rin 100%, trang bị màn hình Android, tích hợp là cam hành trình full tất tần tật trên chiếc xe rồi. Bên đây chúng ta sẽ trang bị là túi khí nè, form mới là túi khí nè, không có dấu hiệu là bung nổ trên chiếc xe nha. Nói chung xe đẹp lắm, phải gọi là cực kỳ là đẹp, cực kỳ là liền lạc luôn bà con. Keo nè, hệ thống keo chỉ là rin 100% nè, không cứng không lỗi nha bà con. Đó, sạch sẽ chưa, 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi khá là sạch sẽ nha cô chú anh chị. Hai bên sống gân nè, rất là sạch. Trang bị là trần nỉ, cửa sổ trời đầy đủ tính năng. Phía sau thì chúng ta sẽ có hai băng ghế phía sau, cô chú anh chị có thể chở đồ đạc đi đi chơi, chở người 7 chỗ mà. Rồi số tự động đâu đó nằm cho cô chú anh chị 9 lít đó. 9 lít trên 100 km nha cô chú anh chị nha. Form chuẩn không? Đăng kiểm tháng 5 năm 2023, 22 vẫn đăng kiểm 1 năm hết toàn bộ nha bà con cô bác. Mời cô chú anh chị trải nghiệm tiếp tục vô phần nội thất và phần khoang máy cùng với Trường Anh. Đi được 127.000. Em này có ghế chính điện. Đó, ghế chính điện. Bao phê luôn. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy nè. Vô lăng nguyên bản của đời 2012, cô chú anh chị thấy có mới không? Đây là vô lăng nè. Nè, vô lăng rin nha. Đó, đây. Vô lăng rin hết từ A đến E. Số tự động. Dòng này sẽ có hai cấp chế độ chạy đây. Nè. Đây bà con. D nè, D là chạy gạt, qua đây là bán tự động nè. Cộng 1 cộng 2 cộng 3 nè. Đó vậy thôi. Trang bị là cục điều hòa tự động, máy lạnh đang mở, mở phải có lạnh. Đây là bấm AC rồi chứ. Đây nè. Đó, mở phải có lạnh rồi cô chú anh chị nha. Máy lạnh là lạnh ngắt luôn. Sạch sẽ không? À, túi khí bên phụ nè. Và trên đây là cô chú anh chị, tấm chống nắng là nguyên bản nguyên rin nhá. Cửa sổ trời nè. Nó khá là đẹp. Không cấn, không lỗi bất cứ một khoản nào thưa bà con cô bác nha. Mời cô chú anh chị trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang máy cùng với Trần Anh nè. Em này thì máy móc bao phê rồi. Và chưa hết đâu cô chú anh chị ạ. À, hệ thống gương cụp mở trên dòng Kia Karen. Em này là số tự động, cửa sổ sân group, hai ghế chỉnh điện là bản full hết rồi. Em này là bản full hết rồi nha cô chú anh chị nha, bản cao nhất rồi của dòng Kia Karen. Đây là ghế chỉnh điện nè, đó còn đang hoạt động nè. Và cái thêm tính năng là chỉnh tay vai nè, tất cả đang hoạt động đầy đủ tính năng. Hai bên kèo cột từ trên đổ về cô chú anh chị nè, coi nè, không một dấu hiệu đâm va móc méo. Thậm chí phần côn ga số của em nó còn mới lắm. Đây là những cái phần ga nha, chạy nhiều là nó mòn hết mấy cái đó. Phần tắp bi nè, sạch sẽ không? Keo là keo rin. Mở nó có vô lên cho anh coi. Đó là hàng đẹp nha các bà con. Bốn và vỏ mới tinh nè. Nè cô chú anh chị, vỏ mới nha. Đây là cục máy nè. Em này đã trang bị bi led hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Anh chị thấy đèn bi led không? Trang bị đầy đủ tính năng rồi. Nắp capo là bao phê là cô chú anh chị.
không có dấu hiệu đâm vai móc méo cho nó có bô, keo chỉ cho nó có bô liền lẹt lắm. Đó, bà con thấy sạch sẽ không? Đây à, keo chỉ rim tuyệt đối 100%, hai bên là kèo cột mà keo chỉ quấn xung quanh, không có dấu hiệu là móp méo. Để kiểm tra phần nắp cam cò, nắp cam cò rin, nắp cam cò rin chưa mở nè. Em này là máy rin số rin 2.0 lít thôi. Đây bà con, hộp số nè. Đó, anh chị thấy phần hộp số không? Hộp số keo của em nó là nguyên bản nè. Đó là keo rin nguyên bản của nhà sản xuất nha, không có dấu hiệu là khui ra thay lại hộp số nhé, được chưa? Bao cam kết với bà con cô bác máy rin số rin 100%, test phần máy cùng với Trường Anh nè. Đó, máy em không? Em ru. Ok chưa, bà con đam mê về mẫu này thì alo cho em. Có mẫu này bà con mua về, bà con kể cả bà con đi chơi Noel hay là bà con chở gia đình hay bà con chạy dịch vụ cũng rất là tiện ích. Vì sao? Form đẹp, chuẩn, mâm cây thời thượng, thích hợp là xi nhan đầy đủ tính năng và động cơ 2.0 lít vô cùng tiết kiệm cho nhiên liệu luôn. Khi cô chú anh chị vận hành ra ngoài đường, em nó chưa chắc là yếu đâu nha. Cực kỳ là mạnh cô chú anh chị ạ. Mua men xoắn cực đại mà, 4 máy thôi. Không gian chỗ ngồi rộng rãi, sạch sẽ vô cùng luôn. Đây bà con nè, phía sau này chúng ta có thể gấp ghế xuống nè. Đây là gấp ghế xuống nè. Là chúng ta đã có một băng chứa đồ rất là rộng rãi rồi đúng không ạ? Hai bên ở trong cánh nè, không có dấu hiệu là móp méo ở trong chiếc xe nha. Từ phần đinh bấm đẹp như thế này nè. Hai bên nè, chuẩn không? Đó, mua về bà con có bác chỉ việc sử dụng thôi. Không cứng không lỗi. Kia Karen 2012, dòng xe bản full số tự động, cửa sổ xăng rúp. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này rơi đâu đó 9 lít đó nha cô chú chị nha. Đây bà con là coi phần gầm nè. Đó, anh chị thấy phần gầm bề không? Gầm bề đẹp không? Không một dấu tích gọi là một mọt ở dưới gầm. Gầm mới tinh. Đó, chào anh, khép lại chương trình tại đây này. Cô chú chị nào thích cái mẫu dòng Kia Karen 2.0 thương hiệu hàng này thì ok cho em. Tại vì đồ đẹp, thay thế cũng cực kỳ là dễ thay, dễ sửa và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, form đẹp nữa nha. Em khép lại chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.